Ngay sau khi phát hiện 5 trường hợp ở xã Quảng Yên dương tính với SARS-CoV-2, huyện Thanh Ba đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 5 trường hợp F0 ở khu Kiều Xuân, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba đã được chuyển về bệnh viện dã chiến của tỉnh Phú Thọ để điều trị. Qua điều tra truy vết, có 49 trường hợp F1 và 229 trường hợp F2. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, xã Quảng Yên thiết lập vùng cách ly y tế đối với 8 hộ gần nhà F0 và tiến hành cách ly các trường hợp có nguy cơ cao để ngăn chặn dịch bệnh lây ra cộng đồng. Chúng tôi đã cho truy vết thần tốc, triển khai công việc trong đêm truy vết các đối tượng là liên quan đến trường hợp F0, trường hợp F1. Những trường hợp có nguy cơ cao, chúng tôi đã báo với ban chỉ đạo huyện cách ly tại trung tâm của huyện. Xét nghiệm các F1 là PCR mẫu đơn và test nhanh tất cả những trường hợp F2. Thì hiện tại bây giờ kết quả xét nghiệm của các trường hợp này là đều là âm tính. Chúng tôi đã cô lập được cái ổ dịch này. Cùng với thành lập chốt kiểm soát, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19, đồng thời chuẩn bị phương án kích hoạt bệnh viện dã chiến điều trị các trường hợp F0 trên địa bàn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để quản lý thật chặt các gia đình mà có trường hợp F1 cách ly tại nhà và chỉ đạo các xã cũng như là tuyên truyền với các tổ chức đoàn thể có cái phương án để hỗ trợ tiếp tế phụ cho những hộ gia đình cách ly. Là huyện sẽ chuẩn kích hoạt cái bệnh viện dã chiến để mà sẵn sàng phục vụ khi mà có F0 phát sinh tại địa bàn. Cùng với chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng, huyện Thanh Ba cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân không lơ là chủ quan nhưng cũng không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh.